Tại Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình Xuân tình nguyện, thăm và tặng quà cho bà con nhân dân, các em học sinh gia đình chính sách, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Thanh Hóa và huyện Cẩm Thủy, bà con nhân dân huyện Cẩm Thủy. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương chung trong chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chăm lo để người dân có Tết vui tươi, ấm áp, đầy đủ hơn. Chương trình Xuân tình nguyện về thăm và gửi đến bà con những tình cảm quý mến của những người trẻ. Anh Tuấn bày tỏ và chúc nhân dân, thanh thiếu nhi huyện Cẩm Thủy đón mùa xuân mới, nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe và thắng lợi. Tại chương trình, Trung ương Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà Tết và một TV trị giá 10 triệu đồng cho nhà văn hóa thôn Linh Thung, tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách, mỗi suất gồm một gói quà Tết và 1 triệu đồng tiền mặt, tặng 20 suất quà cho 20 thanh niên và học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, mỗi suất gồm một gói quà Tết và 1 triệu đồng tiền mặt, tặng 12 xe đạp cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 56 gia đình được tặng quà gồm một gói quà Tết và 500.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, ban tổ chức chương trình cũng trao 20.000 khẩu trang cho đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Thủy để tham gia phòng chống dịch COVID-19, thăm chúc Tết gia đình có công với cách mạng và gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng biển tượng trưng ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi là em Nguyễn Võ Ninh Quang, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Cẩm Phong và em Nguyễn Võ Sơn Lâm, trường Trung học Cẩm Phong, mồ côi bố đang ở với bà nội, trị giá 80 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí đỡ đầu đến năm 18 tuổi, tổng trị giá gần 200 triệu đồng.